Sau đây bong bóng đặc nét xoay cùng một căn channel bằng nhóm sai chết thamay. Nhưng ở một nâng cho tất cả video này, nhóm sẵn khâm đã bong bóng này thuộc cả subscribe channel bằng nhóm đồng bình tựa tổ 3 video thamay tệ tổng iPhone, iPod, rồi cả iPad. Hay nâng trong video này nhóm xong thuộc cả review lăng bình tệ tổng iPhone 8 Plus. Để khi nâng sẵn nông bóng nhóm thuộc trả lời mệnh tên. Nhưng nhóm bàn căn iPhone 8 Plus hay nâng trong đài bằng nhóm này. Tệ tổng nâng iPhone 8 Plus. Còn vì trên khả năng chân năng bị bọn đọng bớt hay vì trên cho mùi những iPhone X hay những iPhone X đã chỉ iPhone này mình Face ID từ bộ kê nắng hay mà đó bên này vì mình là dạp bê khả tông pram chân năng ấy bọn bọn bà cao chỉ xua tha ta iPhone X Plus nắng dưới nơi ta ai bà bàn tròn chân năng thơ mộc tiền ớt chứ không xong này dây tệ tôn cũng lắng với sân iPhone X Plus vì đầm nà ca đổi chip A11 Bionic cho mùi những RAM 3G chúng mỗi nâng tầm hôm tục học sử dụng chi cơ bái mà rồi mình phải mình bày chi hay nâng pi hai sử dụng mùi chi anh nâng chia phần này khẳng nông bảo vía hay gần nâng bờ sản đau với cơ bờ sản đọc mùi hay vía hay mà đọc bên đi vì ai thưa ca là hồ tạo đọc pram cho buồn này chứ bờ sản trong cơ bờ Apple chẳng tạm bảo bí sát bảo nhóm iPhone này tổ trong bàn pi bảo mùi tầm bờ chấm non này bờ sản bảo vía chẳng bờ sản đọc mùi đọc pi đọc bay đọc buồn đọc pram chẳng pram bờ sản ấy chẳng yên nâu phải tông pi bờ sản tiền chẳng bây giờ gì thắp pi bờ sản tiền iPhone 8 Plus và hai chị ai prao ban là hồ tạo đọc pi tạo bay cho năm tiền dân ai thắp pi cho năm gala tạo bay cho năm tiền để dân ai prao việc bán đó nè hay bây giờ dây tệ tôn thông mô 8 Plus vĩnh cứ thông mình tên vì mình là hồ tạo đọc pi bọn bộ môi rồi cao sợ môi mì liềm bè máu hay dân còn mơ tùm hôm cứ dân đấng ở biển priết cho môi iPhone và phết ekran tội nhé để cho iPhone SE 2 rồi iPhone 8 nhé bộ phôn bàn khơi cùng liệt để khóc này ấy. Chẳng bây giờ dây tệ tôn thông mô 8 Plus cực can này hay ở đây để nhóm sản phẩm tiết cứ vì ai thuê ca rotate ekran bài mình bán mình nên thì chừng ai thuê ca plapado ekran bao bộ landscape dừng hào tờ ekran bà đầy nhá đây là iPhone series thamay thamay lỡ tua tờ ekran thống tại vì ai thuê bán đồ chân nón nâng này hay nhóm sản phẩm mình tiết ca prapra ekran bài nâng viết đồ tình năng ca prapra iPad chân hay bộ bông phôn trong tờ lãng version có tờ lãng bán cứ vì lãng hồ tờ đọc pram chạch bốn là chứ version trong cái này Apple hay một vấn đề ở tệ tôn là camera view vĩnh bởi nhóm cho tất cả camera bóng phôn bởi cả chìa đăng ấy vì mình camera là hồ tạo đọc P-crop vì mình telephoto hay nâng vài chẳng không nâng dài thuốc ca plapa đô cầm đặt video bán đôi chìa nhạc thuốc ca record là hồ tạo đọc 4K hồ sập frame hay một tiết ở tệ tôn ca thọt slow motion nhưng ai thọt là hồ tạo đọc 5P rồi size sập frame per second chẳng nâng chìa setting là không camera để nhạc thuốc ca pra bàn chẳng bây giờ cho tất cả camera bóng bồn khởi thật vì ai zoom bán bị đón hay mùi vinh tiết ếp lạc vì mình mong nghe portrait mode đá đi ngay thật vừa ca thọt cắt bắt tay bìa hẳn cao ấy nâng anh đang chia mong nghe được vì mình hay mùi vinh tiết bây giờ dạy tệ tông là bươn bía ca pra trên cho cam thấy cứ ổn chế bành hạ chào thế hay game phê chán cái nơi ta support được chia S49 PUBG rồi còn game được chia tầm cháy nó cứ iPad Legend Mobile nó còn nơi ta support những ai thuê ca lên việc bán ca tu sinh nào video ấy có lo bà xa đấy để xài crank với thông anh chẳng bởi bóng phôn xua tha ta bóng phôn cua ta tinh vì ớt xâm ra ca pra pra xâm ra nhóm bóng phôn nọt xả lãnh iPhone X để miền được chia vì miền Face ID scan nhưng xả lãnh iPhone để miền cái dạo đai scan dân cua tại iPhone 8 Plus ngay hay ta lấy biết còn thay đen là tiếp xa chẳng bởi tế tôn ca prapra ai ban phải chụp pi chanam gala tớ bây chanam tiền để xa ở đôi nhóm ban prapi môn chẳng iPhone vì ai tô trong ban pi bảo mối tớ ampel version nên ta chụp nón via mùi mùi nữa chẳng ở con chẳng xâm rạp ca thuốc sản hay nhóm chụp bóng phôn tạc nha nó video cao tiền.